Thưa sư, con gửi câu hỏi dùm một vị lớn tuổi. Thưa sư, nhờ sư giải thích cho con rõ chỗ trú ngự của vị sư, cái nào gọi là cốc, cái nào gọi là âm mây, vì sao có vị cao tăng hay dùng từ âm mây của tôi. Kính chuyên sư. Thưa quý vị, đó cái liêu cốc mà chư tăng ở, các sư ở đó thì gọi là cú tý. Mà cái cú tý đó có lẽ là riết rồi đọc chạy của tiếng Việt đó, thành ra cái cốc thôi, chứ còn cái từ đó là cái cú tý, cái đó là cái danh từ chung của tất cả những cái gọi là cái hư cái cốc, cái liêu cốc mà các sư ở. Còn cái am mây á là như vậy thôi, thì vị nào cái chỗ của mình vị đó muốn đặt thì hỏi vị đó. Ví dụ như là sư nhớ là ngài Giác Nguyên cũng có cái chỗ đặt tên là am mây, thì giống như chùa vậy đó, có chùa muốn đặt là Bửu Quang, chùa muốn đặt Trúc Lâm, rồi chùa muốn đặt thế này thế kia, đó chỉ là cái tên thôi nha, đó chỉ là cái tên thôi. Rồi, cái này chắc có lẽ là cho qua ha, tại cũng không có cái gì để mà mình thêm.